Đây có chú Hiểu lên chơi chả có gì, có mỗi con cá rồi. Đây, đây ông bà đây. Đây. Chú Hiểu từ quê lên chơi đây. Ông có thật không? Hả? Ông làm sao đã đi chỗ kia? Ông đi từ Hoàng Sa chưa? Chú Hiểu lên chả có gì. Hoàng Sa chưa? Lào Cai rồi. Hoàng Sa cơ mà. Không bí với... Nay 11 Tết nhỉ? Chào cả nhà nhá, nay 11 Tết có em Hiểu ở dưới quê lên chơi. Ăn Tết. Từ Yên Bái lên này chơi ăn Tết đây. Nay mới 11 nên mới lên đến nơi. Năm qua giảm mấy Tết. Tí là cái tổ. Rồi làm chén nhỉ. Đấy. Nhìn tớ cứ về tháng 1. Làm một cái xe kia đi. Tháng 1 tháng ăn. Hai mâm hôm nay mua mỗi con cá rồi. Ăn mỗi con cá. Ăn tạm mỗi con cá thôi cả nhà. Hai mâm thằng em lên chơi có mỗi con cá. Hôm nay lại như hai bên là một bên là Hoa Cúc còn nào? Bên trên anh Toái ông ơi. Anh ơi. Đây, thằng em nó ở quê lên chơi tiện là mua con cá. Mời ông với anh. Em với anh nhá. Ôi, anh cậu. Anh câu ở ngoài chợ. Ờ sông à? Ờ. Ờ, sức khỏe nhá. Còn em trai kia. Đây. Đây, đây anh Toại. Đây thằng em con nhóc chú em dưới Yên Bái lên. Cháu. Cháu. Tí nữa gọi xong. Ờ, tí giới thiệu tên cho. Hỏi ông Nghị. Cháu là chú. Đấy là có thể ra đây không? Đây. Đây. Có khi phải lên cân trứng ấy nhỉ? Đây nhỉ? Đấy đấy, cân trứng đấy. Bật bật to xong cho cái trứng vào trước ạ bạn. Bác, rượu thơm lắm. Bên này có chưa? Không phải để đĩa cơm trứng này. Ui, ngon lắm. Cứ này này, nó phải chín tới này luôn, ăn ngon ngọt này. Ông nhỉ? Ông nhỉ? Ơi. Tại sao ông này? Sao đấy? Sao mà ẻ đấy? Ông nội anh mà nậm nhùn anh có ẻ đâu. Ông con đang hỏi là tại sao ông yêu quý con thế? Là mới hỏi cái đấy. Hay là mình ông nhớ con thế? Anh gọi quá ấy. Cùng chí hướng. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ông nhỉ? Ờ đấy đúng. Vô duyên hữu ý thì bất tương phùng. Đấy. Văn thương ơi. Có vài chuyện ai với ai được đâu. Con là cũng được đi đại diện ở một số đám rồi. Đấy. Con cũng có kinh nghiệm rồi. Gần tới đây con được truyền đáo là nữa thì chú biết. Làm thử biến nữa. Đi làm môi, tôi bảo nếu không có bay đi mà tôi đi thì kéo không có ai. Lắm mới chứ mà. Chú mày không đi đã ấy rồi. Đây. Chính như ông với thế quyền con kìa. Nếu ông mà với thế quyền con kìa thì còn cố đi thế mà. Vâng, được. Không công tác còn đẹp hơn với nhà nông. Nước trong vắt ớt đi rồi. Không, mình đi đến đi rồi. Có đẹp đường của anh nhưng mà về anh chưa về không đẹp được. Đi rồi. Còn chỗ còn mua. Đi vào chỗ nhà chú đây. Con không biết đấy. Bây giờ phải ra. Đẹp hơn việc nhà nông rồi. Nói câu này. Anh bảo chú lại ra. Làm không thì được nợ nhỉ. Này em bảo đun nước thì nợ này nhưng mà không thì được. Nhưng mà có cá lướng với lại gà lướng ngon. Đấy. Hôm đấy còn em mua. Lâu vào, chẳng có nước trong với vải mà. Bố thì em mới lên. Nếu chỉ cần một tờ báo phát tầm với ai. Ui nhưng mà cá chê nướng ngon thế nhỉ? Dài ngon. Cá chê 5 cân hay 4 cân gì đấy. Cá bây giờ là nó đẹp lắm. Nó không xuôi mấy. Mấy chưa phải đấy lần nào. Nó nuôi được lâu ngày. À. Cảm ơn anh, mời thằng em anh chén này. Thu lún nhé. Em nhường bao nhiêu năm bên này mới lên. Không còn chỗ nào còn thiếu.
65 ấy nhỉ? 675 rồi. Anh vừa đi lợi rồi. Đi qua cái chân luôn. Đi qua đi nó có bọc mà chúng nó làm rồi đúng rồi đấy thì nó mình múc cho cái nước nó vào là đúng rồi thêm rượu nữa chuẩn à, được khen rồi sướng quá nhỉ. Mời Dương sử dụng cái nhỉ. Ông ơi ông gắp đi. Không, cái này cứ để anh màu hay là ấy? Để anh. Màu trắng. Anh màu cũng được trắng đấy. Rượu nào chả được. Uống được đâu năm nay rượu nhà mình mà. Mấy tuổi rồi mà ông chưa gặp trường hợp nào này. Ok. Con mình nó phải thế chứ này. Phải tôi thôi. Ông mà 70 tuổi chưa gặp trường hợp nào giống này. Ông không phải là tổ trưởng tổ dân phố của phường kia đấy. Kể cả bầu nhà làm. Bầu nhà làm. Không. Không sai. Ông mời tất đấy. Ông phải con đi. Ít thì nhiều người mời ra có tính đấy. Tay ở nhà cứ bồi vợ thì bỏ rồi. Nhà em run xuống mệt đấy. Hai mời ông chén chưa? Làm gì còn chui nữa. Ôi lẫn cái này không được phối mà. Anh không bao giờ để nó không đúng ra cho tôi. Nó uống được. Ôi, thằng này được. Em này được. Nếu nó không được, cứ làm cho nó còn được. Em này được. Đây, con cháu chụp nó chả kêu lên. Chụp nó không chụp. Chụp thôi rồi. Không phải cháu chụp. Đừng nhìn mà cả măng. Uống cái cường nữa. Không để ông nghề. Anh Vũ. 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 Anh